Rồi, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em. Đối với clip này là tiếp tục làm cái chuỗi series công thức nấu ăn các món ăn trong game Valorant Kỳ Mobile ha. Thì công thức trưa ngày hôm nay Jun chia sẻ với anh chị em sẽ là tới 5 món ăn lần nha. Nhưng mà Jun nghĩ á, là clip này á sẽ không được anh em hưởng cho mấy đâu, vì đây là cái nhóm món ăn nó tăng cho mình là né tránh và bỏ qua né tránh. Thôi mà biết sao được, do đây là công thức nấu nấu ăn cũng mấy món ăn cho nên là Jun quay cho nó đủ công thức thôi. Nhưng mà biết đâu đó chị em họ lại muốn sưu tầm, muốn trải nghiệm nấu ăn thì sao. Cho nên là Lady First thì ha, anh em chịu khó nhường chị em. Rồi thì như mọi khi là Jun sẽ gọi là tắt cái nóc đi cái nã, mở cái bảng công thức tiến hóa lên. Thì nó sẽ là ba món ăn thuộc nhóm màu cam và hai món ăn thuộc nhóm màu đen. Cái này ở trên này là bộ quay né tránh, vậy dưới đây là né tránh, còn dưới đây là cái bọt bạo kích và tỷ lệ và kháng bạo kích. Kháng tỷ lệ bạo kích thì chắc là làm ở trong cái nhóm clip khác thì thấy giữa né tránh với bạo kích không liên quan gì hết. Còn cái bỏ qua né tránh với né tránh này thấy liên quan, cho nên là làm một lần 5 món ăn luôn ha. Rồi. Món ăn lần này là nguyên liệu mình có nước, có gạo, có cá, hồi đặc biệt là cá bạc nha, cá mè cá mới nha. Rồi có thịt heo, thịt gà, nấm hương rồi, nói chung thu thập khá là nhiều ha. Rồi thì bây giờ tạm thời bây giờ Jun sẽ tắt cái này đi, mở cái clip mà Jun quay sẵn cho anh em xem. Thì cái clip này á, là không phải là nhân vật của Jun nữa, mà là Jun mượn của một anh trong ban hội. Thì cái nick, cái account này á, anh em thấy á, cái lực chiến nó không có nhiều quân hàm mà cái gì cũng có, trơn được mười mấy ca vàng. Đó là cái đặt này chỉ dùng để dọn gác thôi ha. Dọn gác tức là sau khi là mình chuyển vàng á, những cái vật phẩm min giá này nọ á, nó sẽ có, mình sẽ chuyển giá cao thì mấy cái phẩm minh giá người ta treo lên, mình sẽ dùng cái nhân vật này để dọn những cái gác đó, hay gọi là ặt dọn gác. Rồi đầu tiên thì nguyên liệu mình đang tìm ở đây là thùng nước nha, mình cần nguyên liệu là nước ha. Cho nên nước xuất hiện ở ba nơi: Tương Dương, Lâm An và Trường Bạch Sơn. Thì hồi nãy anh em cũng nhìn thấy Jun thu thập ở Lâm An rồi ha. Ở Tương Dương bây giờ qua Trường Bạch Sơn. Thì do cái clip này là chủ đề nó là nấu ăn, cho nên là mỗi một cái map như vậy Jun sẽ thu thập một một nguyên liệu ha. Nhiều khi dư thì mình có để mình làm cái món lần cho lần sau, còn thiếu mất công phải đi lại một lần nữa thì nó không có được liền mạch cho mấy, cho nên là Jun mỗi một cái map như vậy Jun sẽ thu thập một cái vật phẩm, một cái nguyên liệu ha. Rồi sẵn song song đó thì giới thiệu cho anh chị em biết luôn là cái tọa độ nào xuất hiện cái nguyên liệu nó như thế nào luôn đó. Thì những cái nơi xuất hiện nguyên liệu này là nó là cố định ha. Nó giống như là nhiệm vụ thương hội vậy đó, nhưng mà cái thời gian hồi phục lại để nó xuất hiện lại thì khá là lâu ha. Rồi bây giờ mà mình sẽ thu thập nguyên liệu là nấm hương nha. Nấm hương cũng có ba nơi: có Võ Di Sơn, Hưởng Thủy Động với là Kỳ Liên Sơn. Thì dù này hiện tại ở Võ Di Sơn nè, bây giờ qua Hưởng Thủy Động. Huy động xong bây giờ phải qua Kỳ Liên Sơn. Đó. Rồi, thì bây giờ sẽ chuyển qua thu thập cái nguyên liệu tiếp theo. Qua điểm Thương Sơn, qua điểm Thương Sơn thu thập cái nguyên liệu mới ha. Rồi điểm Thương Sơn là chúng ta sẽ thu thập gâu. Gâu thì cũng có ba nơi có luôn, ở Miêu Lĩnh, điểm Thương Sơn với Kiếm Tinh Phong. Thì tại sao có một số nguyên liệu chỉ có một bản đồ có thôi, một số nguyên liệu tới ba bản đồ có như vậy, là do là những cái nguyên liệu mà ba map có là nó cần thiết cho nhiều món ăn. Còn những cái món mà gọi là giống như ớt này nọ với lại ngưng nhị đó, thì nấm mèo đồ thì ít 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 món lắm, mặc dù cũng nhiều món cần thiệt, nhưng mà xét về mặt bằng chung thì nó ít món, cho nên nó là có một hai map có à. Còn mấy cái nguyên liệu này tới ba map có, là bây giờ đang ở Kiến Tính Phong. Và bây giờ lệnh Kiếm Tính Phong, điểm Thương Sơn. Rồi qua đình Nhạn Đẳng Sơn nha.
nhãn đẳng xương là đang thu thập nguyên liệu trứng gà à, mặc dù cái clip này cái chủ đề của nó thì chỉ tăng né tránh và bỏ qua né tránh thôi, nhưng mà nguyên liệu của nó là giống như là bao gồm những cái clip kia luôn ha. Thì nó có trứng gà, có nấm, có hồi nãy thu mới thu thập là gì ta, rau này nọ, toàn là mấy cái map mà gọi là mà toàn có mấy cái nguyên liệu mà ba bốn map không, cho nên là buộc phải quay hết trơn, cho nên anh em chịu khó thông cảm xem lâu chút xíu ha. Thì nãy ở đây nhà đẳng sơn mò thu thập một cái trứng gà rồi, bây giờ kiếm hôm qua một cái trứng gà, bây giờ thu thập là tiếng cút đập một cái trứng gà nữa là gọi như đủ ha, đủ nguyên liệu trứng gà rồi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi câu cá nha, bây giờ sẽ qua bờ hồ Động Đình, bờ hồ Động Đình để câu câu tôm tép được. Cái cầu ở bờ hồ Động Đình rồi, cái lúc này là do câu tay cho nên là anh chị em chịu khó ha, chờ đợi cá cắn câu rồi chung với Jun luôn nha. Auto thì nó nhanh cái khúc này, còn bấm tay thì nó cái khúc này nó hơi lâu. Thì như mọi khi á, Jun đã hướng dẫn anh chị em rất là nhiều lần rồi, mình bấm như cái cần câu, mình giữ nguyên cái cần câu thì cái cây màu xanh nó sẽ chạy lên cao nhất có thể ha. Thì cái lúc này á, cái tỷ lệ mắc câu con cá nó lâu một chút. Còn có nhiều anh chị em bấm vô buông ra luôn thì khi mà cá mắc câu xong nó sẽ giục câu, mình sẽ mất đi cái món miếng mồi đó ha, tốn tiền mua không được cái gì hết ha. Cho nên anh chị em chịu khó bấm giữ tầm 1 đến 2 giây là vừa. Ok, thì khi mà mắc câu vô nữa, đó mắc câu vô thì cái nguyên liệu tôm tép này á nó không có dễ dụ nhiều như mấy con cá kia, cho nên là mình câu mồi câu thường nó cũng được. Nói chung là có nguyên liệu để chế món ăn thôi là cũng được, tại vì tôm tép rồi nó mặc dù đã có bún, nó bún khá là dữ dằn á, nhưng mà nó không có cựa quậy như mấy con cá kia, không có khó câu như mấy con cá kia. Rồi câu thì làm review câu cá thì mình sẽ câu một cái mồi 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 trung bình, một cái mồi dởm ha, còn cái mồi mắc tiền nó thì do mắc tiền cho nên thôi tiếc tiền lắm không có làm, đợi nó mắc câu khá là lâu. Rồi anh em cũng thấy câu cũng khá là dễ, không có gì khó khăn mấy, nhưng mà do là cái món ăn này cần tới hai nguyên liệu tôm lần ha, cho nên là dù câu thêm một lần nữa anh chị em chịu khó nha. Thôi để sang băng luôn cho rồi. Ha, là cái này là câu câu vẫn là câu tôm tép nha, chứ không có câu đâu nào đó. Rồi trong cái bãi sông này vô tình câu trúng cá nóc ha, thì bữa giờ có nguyên liệu có con cá nóc nhưng mà chả biết câu ở đâu, hiện cá nóc là câu ở cái bãi tôm tép này luôn nha. Hồi xưa mình sẽ câu được cá nóc ha. Rồi sẽ chuyển bản đồ khác đi, cắt khúc cho nó nhanh đi. Rồi bây giờ về Long An mình đi săn thịt gà nha, săn săn gà săn heo đâu nha. Vô đây bắn con gà bắn con heo luôn, tại vì do nguyên liệu mình có thịt heo ha, còn bình thường nó không quy định thịt gì thì cứ sử dụng thịt gà cho nó rẻ. Vô bắn gà thì trong cái quá trình bắn này phải đợi mấy con thú nó ra rất là lâu, còn auto đứng đứng sẵn cho mình bắn ha, cho nên là dù sẽ cắt những khúc ra, anh chị em nhìn thấy lâu lâu bị cắt khúc này nọ ha, là anh chị em thông cảm bỏ qua luôn nha, bỏ qua cho vui nha, chứ không phải bỏ qua cái clip. Rồi mình mua lộn rồi, mua mũi tên chứ phải mua mồi. À, mua một hai mũi tên tê liệt để săn heo cho chắc. Rồi do là Jun, anh em chị em xem những clip khác anh em chị em thấy là Jun săn khá là yếu tay đúng không, cho nên là Jun mua hai ba mũi tên cho chắc ăn luôn. Lỗ vốn mà nãy giờ vô trong cửa hàng mua nhiều khi nó nhanh hơn, nhắm chuẩn cái coi. Trời ơi tức quá, không nhắm mày nữa, nhắm con này đi.
Chấm còn bên phải đi, bên trái đi, mình còn bên trái đi. Ý, dục cái con heo à, cho hồn tưởng dục con heo tôi chứ. Rồi cho là anh chị em thấy là Jun câu à, Jun săn bắn khá là dở ha. Trời mua đóng mũi tên phí tiền tôi dễ sợ, tôi biết gì nãy tôi mua nhanh hơn không? Bắn gà nữa nè. Bắn phát gà nó đủ rồi đó. Rồi bây giờ mình ao ra luôn ha, mình vô trong bếp mình làm luôn, coi như nãy giờ mình đập đủ nguyên liệu rồi đó. Rồi cái bếp đâu rồi, rồi kiếm thiếu còn mấy cái món trong cửa hàng nữa quên mua, thì mua hết mua một lần cho nó với tiền. Mình sẽ cần bột mì nữa nè, cần gạo, cần hai cái bột mì luôn. Có cần dầu ăn không? Cần dầu luôn. Rồi cái món đầu tiên sẽ dùng là phương pháp nấu là hấp nha. Gạo đổ nước vô đem đi hấp là cơm trắng. Thì gạo đem đi nấu lên bếp, bắt bếp lên là đổ nước vô thì lát họ nó sẽ thành cơm thôi. Rồi cái món tiếp theo dùng phương pháp là hấp luôn nha, cũng bỏ gạo vô nha. Mà gạo lần này thì là chết bà không thiếu con cá. Rồi nãy có nói tới cá bạc mà quên câu cá bạc, bây giờ sẽ qua cái map công hư mạch tàng câu cá bạc. Trời này, cuối cùng cũng thiếu. Sao chỗ này không cho câu? Ủa bình thường câu chỗ này câu chỗ nào vậy? Rồi sẽ vô cái bãi câu. Cắt khúc luôn cho nhanh. Rồi câu được một con cá bạc thôi chứ không cần câu hai ba con nữa, do là cái này sai sót ở bên Jun như là một cái cần một món thôi, trên là thôi câu một con thôi được rồi. Rồi cắn câu rồi ha, câu một phát lên rồi chạy vô dây gì luôn, nhánh nhánh nào. Rồi cá trình à, cá trình với các bạn nhầm, cá trình cũng không mặt tay là cá trình nha. Rồi về gia viên nguyên liệu là cá trình nha em, chứ mà các bạn nghe nói nhầm. Rồi hấp ha, bỏ gạo, bỏ cá trình vô. Nấu lên, lần này không bỏ nước nữa, bỏ gạo với cá vô hấp thôi thì nó sẽ là cơm cá trình. Không có nước luôn chắc con cá chạy nước kìa. Rồi cái món thứ ba là món hầm ha, gà, thịt heo, thịt gà, thịt heo, rồi bỏ thêm trứng gà vô, nấm vô, bỏ đổ nước vô, năm nguyên liệu là đủ rồi đó. Rồi đem đi nấu thì cái món này giống như cái món hầm thuốc bắc đó. Ha thì nó là món gà hầm thịt lẩu của Galagen đó mà. Gà hầm thịt rồi cái là cái ba món ăn nó tới tăng cho là bỏ qua né tránh, cơm hấp chín món ăn thường thấy nhai kỹ vị thơm ngọt à, dùng sẽ tăng cho mình à, tăng nhẹ bỏ qua né tránh duy trì 8 giờ. Bây giờ sẽ qua cái cơm cá trình, thì cá trình cắt khúc hấp xong rồi nướng, sau khi chín thì rải cơm lên. Mùi vị thơm ngon, mùi vị tươi ngon ăn vào nhớ mãi. Thì nó cũng tăng cho mình bỏ qua né tránh thời gian gì là 8 giờ luôn. Rồi cái món thứ ba nó sẽ là cái gà hầm thịt, thì nấu từ đùi gà, thịt heo, nấm hương, trứng gà ha, hiệu quả dùng xong sẽ tăng bỏ qua né tránh luôn. Rồi ba món ăn này đều tăng bỏ qua né tránh hết. Bây giờ mình sẽ nấu hai cái món còn lại nó sẽ tăng cho né tránh, cái này là bỏ qua né tránh nha.
Rồi cái món này nấu thịt gà, bỏ thịt tôm, xong rồi bỏ rau, bỏ bột mì vô, rồi đổ nước vô, thì nó nấu lên là cái món để nấu lên thì mới nói được món sủi cảo ha. Sủi cảo, ủa sao nấu ta phải hấp chứ, nhớ cái này là bằng hấp mà thôi kệ, công thức nó là nấu cho nên đừng có phá công thức người ta. Rồi cái món tiếp theo hấp, rồi nấm hương, bỏ thịt gà với bột mì vô đem đi hấp thì nó sẽ là thịt cuộn nấm. Ok, giống này giống sushi nè, mà thôi này cả là thịt cuộn nấm không phải sushi nha. Rồi bây giờ sẽ vô trong này mình coi chú thích gì món ăn ha. Rồi cái món này là dùng rau tôm thịt làm thành nhân gói kỹ và nấu với nước sôi là thành sủi cảo ha. Sủi cảo bỏ vô nước lèo hấp này nọ giống như mì hoành thánh đồ ha, cho nên là không phải là hấp mà là nấu ha. Rồi món này là thịt cuốn nấm, nấm hương và thịt trứng lên, nấm tươi ngon, thịt thơm ngọt, cả hai bổ sung cho nhau hiệu quả tăng nhẹ né tránh hay duy trì 8 giờ luôn. Thì do cái này là clone với lại là cái hiệu quả này chắc không có cần mấy, cho nên là Dung ăn trực tiếp vô người luôn cho anh chị em xem là nó tăng cho mình cụ thể là bao nhiêu điểm né tránh, bao nhiêu điểm bỏ qua né tránh luôn ha. Rồi ăn hết vô luôn, duy trì 8 giờ lần cho nên không sao. Rồi ok, thì bây giờ nó sẽ tăng cho mình cái món sủi cảo thì tăng cho mình là né tránh 215 điểm né tránh, gà hầm thịt là bỏ qua né tránh cũng 215 điểm luôn, còn cái thịt cuộn nấm thì cũng tăng cho mình là cái né tránh là 178, bỏ qua né tránh là 178, là thịt cuộn cắm cuộn nấm thì cơm cá trình nó triệt tiêu qua lại ha. Rồi cơm trắng kéo xuống đi coi, cơm trắng thì nó tăng cho mình là cái bỏ qua né tránh 153. Tại sao bỏ qua né tránh lại nhiều hơn cái né tránh à, như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta sẽ bật lại cái nóc cho anh chị xem, mình sẽ vô trong thuộc tính để mình xem ha, cái né tránh là gì và bỏ qua né tránh sao, cần né bỏ qua né tránh cần nhiều hơn né tránh ha. Né tránh là tỷ lệ né tránh 62,40%, cái tỷ lệ né tránh là cái tỷ lệ người ta đối phương đánh vào bản thân mình có tỷ lệ né đòn của đối phương. Còn cái bỏ qua né tránh là sao, bỏ qua né tránh là nó sẽ bỏ qua cộng tỷ lệ né tránh cơ bản của một cái địch, tức là bỏ qua cái điểm này, cho nên là về sau mình sẽ cần cái điểm bỏ qua né tránh nhiều, né tránh được ảnh hưởng bởi nhanh nhẹn này nọ luôn. Cho nên là anh em thấy khi mà mình những cái môn phái giống như là cái bàn bút tứ điệp lên hoặc là đào hoa bút võ phụng lên là né tránh tăng lên, thấy một cái mức độ mà chỉ đánh vô gọi là né toàn diện này nọ luôn ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay lại cái món ăn, thì cái đây là cái hiệu quả khi mà mình nấu nãy giờ, công nãy giờ nấu cho anh chị em xem. Thì cái clip này gần 18 phút thì không biết là có anh chị em nào gọi là chắc là chị em họ sưu tầm cho đủ thôi, chứ anh em không cần mấy cái né tránh, bộ né tránh thì thấy nó tăng cũng không nhiều điểm mấy ha. Rồi thì Dung cũng rất là hy vọng cho anh chị mà tạo ra một cái clip, cũng hy vọng là gọi là nhiều người xem clip của mình. Thì trong cái quá trình làm nếu mà anh chị em thấy hay thì nọ thì nhớ like giúp Jun ha. Thì nếu mà muốn đón xem nhiều clip của Jun hơn hoặc là nhiều công thức khác nữa thì anh chị em có thể bấm subscribe, nhớ bấm cái chuông thông báo luôn nha. Thì nhiều khi mà Jun có những cái clip công chiếu với lại livestream thì mình vô mình anh em uống trà và bàn luận cho nó vui, chứ nó một mình buồn dữ lắm. Rồi thì cái món ăn này á thấy là nó tăng không anh, nó tăng không được nhiều cho mấy, nhưng mà cũng hy vọng là chị em họ sưu tầm món ăn này nọ, họ chia sẻ những chị em bạn gì khác rồi giúp Jun ha, để rồi là thì nói chung là biết đâu họ cũng cần cái công thức món ăn này nhưng mà họ không có duyên với Jun thì sao, thì nhờ chị em sẽ giúp Jun ha, sẽ giúp Jun đến họ nha. Rồi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị anh chị em, mình là Jun đã từ kênh Jun Liêu. Cảm ơn anh chị em đã bỏ thời gian quý báu để theo dõi clip này của Jun.